Người đàn ông tự quạt cho mình bằng một chiếc quạt nhấc lên, nhưng trong giây tiếp theo, mũi anh ta bắt đầu to hơn theo sóng của quạt. Người đàn ông sợ hãi đến mức quỳ xuống đất và hét lên cầu cứu. Đột nhiên anh ta nghĩ rằng mình có một chiếc quạt trắng khác, vì vậy anh ta có một ý tưởng và nhanh chóng quạt cho mình bằng quạt trắng. Nhưng anh ta không ngờ mũi mình sẽ hồi phục. Làm thế nào mà người đàn ông có được hai chiếc quạt kỳ diệu như vậy? Hóa ra họ của người đàn ông đó là Pu, và những người khác gọi anh ta là Laputu do cha mẹ mất sớm. Cô gái già vẫn chưa thực hiện được ước mơ dưới tên mình, vì vậy anh ta sống một cuộc sống trả hết nợ. Anh ta sống bằng cách lên núi mỗi ngày để đào thuốc kiếm sống và khối lượng công việc cao lâu năm dẫn đến một căn bệnh nghiêm trọng của cô gái già. May mắn thay, người con trai ngoan ngoãn và nhạy cảm. Thỉnh thoảng anh ta lên núi để cắt trà lấy tiền tiêu vặt iốt để trợ cấp cho gia đình vào ngày này. Khi cả gia đình cùng nhau uống một bát cháo, một người qua đường đến ngoài cửa. Và cô gái già tốt bụng nghe thấy điều đó và nhờ vợ đưa người qua đường vào nhà để anh ta sống trong phòng của con trai anh ta. Bạn đưa cháo này cho khách ăn. Nhưng bạn và chúng tôi phải cố gắng hết sức để giả vờ là khách tốt. Vào sáng hôm sau, bệnh của cô gái già hóa ra đã được chữa khỏi. Anh ta vẫy tay gọi người qua đường thức dậy và ăn rau dại, nhưng căn phòng đã trống rỗng, chỉ còn lại hai người hâm mộ. Người vợ nghĩ rằng người qua đường đang dùng quạt để chống lại tiền, vì vậy cô đã yêu cầu cô gái già nhận nó và cho anh ta sử dụng nó khi anh ta lên núi để lấy thuốc. Cô gái già không nghĩ nhiều về điều đó, nhặt chiếc quạt, vác giỏ nến trên lưng và lên núi để lấy thuốc. Trong giờ nghỉ trưa, chiếc muỗng cũ nóng bỏng nhặt chiếc quạt lên và chuẩn bị hạ nhiệt, nhưng chiếc quạt thực sự làm cho mũi anh ta to hơn. Muỗng cũ ngay lập tức sợ hãi và choáng ngợp, anh ta nhanh chóng nhặt một chiếc quạt khác để tự cứu mình. Anh ta không ngờ chiếc quạt trắng thực sự khiến anh ta thay đổi trở lại hình dạng ban đầu của mình. Muỗng cũ đã thử lại, và chắc chắn, như anh ta mong đợi, chiếc quạt màu xanh này có thể làm cho một phần nào đó của cơ thể lớn hơn, và quạt trắng có thể làm cho một phần nào đó của cơ thể nhỏ hơn. Anh vội vàng mang chiếc quạt về nhà và để vợ và con trai cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của một chiếc quạt. Đúng lúc cô gái già muốn làm gì đó, chiếc quạt biến mất, và ngày hôm sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của chủ nhà nổi tiếng, mũi anh ta đột nhiên trở nên to hơn. Những vị khách đến dự tiệc nhìn thấy điều này, họ sợ hãi đến mức chạy ra khỏi nhà anh ta. Chủ nhà sợ hãi đến mức vội vã tìm bác sĩ đến khám, nhưng các bác sĩ gần đó đều đã làm xong và không chữa khỏi vấn đề của ông. Con gái của chủ nhà nghĩ rằng cha cô sẽ không tốt hơn trong cuộc sống này, vì vậy cô buồn bã nói với đứa con trai cũ của người yêu thời thơ ấu của mình khi cô nghe về nó. Và khi chàng trai trẻ nghe về nó, anh ta về nhà và nói với cha cô về điều đó. Và cô gái già nói rằng hai người hâm mộ đã biến mất, nhưng trong giây tiếp theo, chiếc quạt thực sự xuất hiện trên đùi anh ta. Và sáng hôm sau, cô gái già tốt bụng đã mang một chiếc quạt đến để điều trị mũi cho chủ nhà. Và chủ nhà nói, miễn là bạn chữa khỏi cho tôi bất cứ điều gì bạn muốn, chỉ cần đề cập đến người già. Cô gái dùng quạt trắng quạt mũi cho chủ nhà và ngay lập tức trở về dáng vẻ ban đầu. Chủ nhà thấy chiếc quạt có ma lực như vậy nên đã giật lấy và trao đổi toàn bộ tài sản của mình với anh ta. Và sau đó chủ nhà lấy chiếc quạt và sống cùng con gái trong ngôi nhà tranh của cô gái cũ. Và gia đình gái mại dâm già cũng sống trong biệt thự lớn của chủ nhà với năm lối vào và năm lối ra. Cô con gái không hiểu tại sao cha cô lại muốn sử dụng chiếc quạt để trao đổi mọi thứ với ông. Chủ nhà tham lam trả lời con gái rằng cô muốn sử dụng nó. Người hâm mộ chinh phục thế giới và nói rằng cô ấy sẽ quạt quạt màu xanh để xem nó có bao nhiêu phép thuật với chiếc quạt. Mũi của chủ nhà thực sự mọc lên trời và chọc một lỗ trên đá bàn thờ lá lớn và sàn gỗ mới được lát của Ngọc Hoàng. Và lúc này chủ nhà mệt mỏi với cánh tay đau nhức đã sẵn sàng nghỉ ngơi một lúc ở bên này của ngọn núi. Sau khi Ngọc Hoàng phát hiện ra lý do của người quản gia, anh ta đã trói anh ta vào một cây cột để ngăn anh ta tìm kiếm anh ta một lần nữa. Chủ nhà bị cù lét một lúc và anh ta định lấy mũi lại để gãi nó, nhưng anh ta đã được đưa thẳng ra ngoài. Chủ nhà tự nghĩ rằng thiên đường phải tốt và anh ta muốn tận hưởng nó. Kết quả là khi Ngọc Hoàng biết mình vô độ, ông đã trực tiếp cởi dây thừng và để hắn rơi xuống chết mà không có bất kỳ sự phòng thủ nào. Đây là kết thúc của câu chuyện. Nếu tất cả các bạn trước màn hình vô tình có được hai người hâm mộ này, bạn sẽ làm gì với họ?